thị trường thì bị bán tháo, cổ phiếu thì bị giảm mạnh, danh mục nắm giữ thì lỗ banh xác, lỗ te tua đó. Và chắc hẳn khi mà anh chị nào mà mới tham gia vào thị trường cách đây vài tháng trở lại đây, thì sẽ không khỏi được những cái suy nghĩ là thị trường này là thị trường lừa đảo, thị trường cờ bạc đấy, chứng khoán cờ bạc, nào là Upbo rồi lừa lùa gà đó. Và chắc hẳn những anh chị khi mà sau cái giai đoạn này sẽ có một vài nhà đầu tư đấy, phần lớn của anh chị đó là sẽ rời bỏ thị trường vì cái tâm lý là thị trường này nó rủi ro quá, thôi rút tiền gửi về ngân hàng cho nó lành đấy, ăn được cái khoản 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 lãi đấy, còn đỡ hơn phải nhức đầu. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện tại, khi mà thị trường có những cái tâm lý mà nó tiêu cực đến tột độ như vậy, thì lại chính là những cái cơ hội để mà nó hình thành nên những cái trận đánh siêu kinh điển ở những cái giai đoạn quá khứ đấy. Thì khi mà thị trường có những cái cú điều chỉnh như vậy, nó mới hình thành nên những cái trận đánh siêu hay, đúng không ạ? Đó. Và trong cái video ngày hôm nay, em sẽ chia sẻ cho anh chị, đối với những anh chị nào mà đang kẹp cứng cổ phiếu đi đấy, lỗ chỏng vó luôn đi đấy, và không biết phải xử lý như nào, thì hãy theo dõi thật kỹ cái video này. Vì những cái cổ phiếu mà em chia sẻ trong cái video này, nó sẽ là những cái cổ phiếu trong giai đoạn tuần sau nó sẽ phục hồi rất là mạnh. Đó, và nếu như mà anh chị không biết xử lý cái cổ phiếu của anh chị đi, mà anh chị bán lỡ như tuần sau đi, mà nó có thêm một cú giảm, anh chị không chịu nổi được cái áp lực đó, anh chị bán đi cổ phiếu, nó phục hồi ngay trở lại, thì lại chết dở. Đó, đó là anh chị hãy theo dõi thật kỹ cái video ngày hôm nay để được em chia sẻ tận tình về cái cách thức xử lý cái danh mục. Những anh chị nào mà đang gồng lỗ nặng đi, đấy, phải xem thật kỹ nha. Và những anh chị nào á, hiện tại á, vị thế đang tốt á, và đang chờ những cái cơ hội để mà chốt lại cổ phiếu đi, thì đây chính là cái video mà em dành tặng cho anh chị. Đó, một cách chi tiết và cụ thể nhất. Thì đây là cái món quà tinh thần em dành tặng cho những anh chị đã đồng hành và theo dõi cùng em trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Nhất là những anh chị nào mà trong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi á, mà vẫn còn kiên trì và bám vững với thị trường á, xứng đáng là những nhà đầu tư kiếm được tiền trên thị trường này. Đó, không phải là tự nhiên mà người ta thống kê được là hơn 95% nhà đầu tư trên thị trường đều thua lỗ. Đó, nó đều có lý do hết cả anh chị. Vì anh chị thấy trong cái giai đoạn hiện tại này, tâm lý đám đông á, hầu như là rất là bi quan và tiêu cực. Lên các diễn đàn á, thì chửi nhau sùm luôn anh chị. Đấy, thì có phải tâm lý đám đông á, là 95% nhỏ lẻ đó không anh chị? Đấy, vậy nên là anh chị hãy theo dõi thật kỹ cái video này để được em chia sẻ một cách tận tình. Và những cái cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ đi, ngày hôm nay em sẽ phân tích hết và chia sẻ cho anh chị về cái cách giải quyết và cái hướng xử lý của nó. Thì lát nữa em sẽ đi vào phân tích từng ngành và từng cổ phiếu cho anh chị có một cái góc nhìn bao quát hơn. Đó, thì trước đó là em có làm một cái video về cái VN Index tạo đáy hay chưa? Đó, thì em có phân tích rất là kỹ về cái chu kỳ phân phối của một cái cổ phiếu cũng như là một nhóm ngành nó diễn ra như thế nào. Nếu như mà anh chị nào chưa xem thì hãy tranh thủ xem ngay giúp em, vì nó là một cái video chia sẻ về kiến thức rất là quan trọng. Đó, đó là anh chị, kiến thức nó miễn phí anh chị, mà anh chị không lấy thì tới khi á, anh chị cần nó, anh chị sẽ không biết phải sử dụng như thế nào. Đó, đó là tranh thủ những cái lúc mà thị trường chán nản như này, anh chị nên tiếp thu những cái kiến thức này để mà có được cho mình những cái hành trang trên, nếu như mà mình muốn đồng hành cùng thị trường lâu dài và mình muốn kiếm tiền trên thị trường, thì mình nên trang bị cho mình những cái kiến thức ha. Trước khi bắt đầu vào video thì chúng ta hãy dành cho nhau một vài lời chào đi anh chị, đúng không ạ? Anh chị xem video thì anh chị dành ra vài giây xuống dưới chào giúp em. Đấy, đấy, chào AD, đấy, chào Kiệt, nay em có khỏe không? Đấy, đó, hoặc là tương tác cho em một cái nút like để mà chúng ta cùng đồng hành và cùng phát triển trong cái chặng hành trình sắp tới anh chị. Đó, thì video về chia sẻ về cái kịch bản của tình hình thị trường chung á, em có làm trước đó rồi, anh chị xem lại. Thì bây giờ em sẽ tập trung chia sẻ về cái hướng giải quyết cho cái danh mục của anh chị. Đó, trước hết á, đối với cái nhóm ngành chứng khoán đi, cái nhóm ngành mà được nhà đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư nhắc đến trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua, cả tuần luôn, em nghe chứng khoán không
Đó, và đúng thật, chứng khoán ngày hôm nay nó bị điều chỉnh rất là mạnh. Những cái cổ phiếu như là FTS này, FTS, VSI nó nằm sàn rất là mạnh, đúng không anh chị? Đó. Thì liệu cái cấu trúc này nó có phục hồi lại ngay hay không em? Đó. Thì em xin chia sẻ với anh chị á, trước đó là em đã có làm một video về cái chu kỳ phân phối. Thì em có chia sẻ là để mà cổ phiếu nó muốn phân phối lượng hàng, nó phải tạo ra những cái sự FOMO tột độ, giống như những cái trạng thái mà nó tại những cái vùng đỉnh 1.500 nè anh chị. Đấy, anh chị thấy không? Nó giảm nhưng mà nó đâu có cắm đầu, nó giảm sâu thẳng xuống dưới đâu anh chị. Nó sẽ có những cái nhịp hồi. Và những cái nhịp hồi này nè anh chị thấy, khi đó sẽ có lượng cầu vào. Anh chị thấy mới hôm qua nó giảm sàn, mới hôm qua tăng trần, nay giảm sàn lại tăng dần trở lại. Đó, nó lại có những cái nhịp phục hồi. Đó, anh chị thấy vừa giảm sàn xong này, đó, sau đó lại tăng dần. Thì đây chính là cái cấu trúc để mà một cổ phiếu nó muốn phân phối lượng hàng của nó, thì nó phải tạo ra những cái vùng dao động cực kỳ lỏng lẻo như vậy. Và cái vùng dao động lỏng lẻo này, ai sẽ là người tham gia? Có phải là tổ chức nó mua lại không anh chị? Không anh chị. Nó sẽ dùng cái lượng hàng của nó để mà nó nhử nhỏ lẻ. Những nhà đầu tư mà thích đánh theo cái trường phái mà đánh ngắn, đánh nhanh, rút nhanh đó, rất là thích những cái trạng thái này. Bởi vì sao à? Anh chị cứ hình dung đi, đâu đó tầm khoảng một tháng thôi mà cái biên độ dao động của nó lên đến mấy chục phần trăm như vậy. Có hấp dẫn không anh chị? Rất là hấp dẫn. Và nếu như mà anh chị bắt đáy thành công đi, đối với những cái trạng thái này, anh chị bắt ở những cái vùng này, anh chị lên tới đây, anh chị bán ra một phát thì sao? 20% trong vòng một tuần, 30% trong vòng một tuần, một cái khoản lợi nhuận rất là tốt. Thì đây chính là cái yếu tố mà tổ chức ấy, họ muốn sorry anh chị, mấy nay bị đau họng quá. Mình tiếp tục ha. Thì đây chính là cái yếu tố mà để tổ chức ấy, họ muốn dùa, họ muốn lôi kéo những nhà đầu tư mới khi mà tham gia vào thị trường. Đấy, những nhà đầu tư mới khi mà thấy một ngày ăn được mấy phần trăm, đấy, một tuần ăn được cả chục phần trăm sẽ rất là ham muốn. Nên là mới có cái câu chuyện là đu DG quanh giá 100 này, đấy, về tới vùng giá 50 này, đấy. Nên là mới có những cái câu chuyện như vậy. Những nhà đầu tư bị kẹp hàng ở những vùng đỉnh cao đó. Thì đó chính là cái cấu trúc về cái bản chất phân phối. Thì cái video trước đó là em cũng đã phân tích khá là kỹ rồi, nên là anh chị nên xem lại ha. Đó. Quay trở lại đối với một vài cổ phiếu chứng khoán đi, như hiện tại như SHS đi. Đấy. Thì trước đó là em cũng đã phân tích là đối với những cái trạng thái như này á, nó đi lên và cái cấu trúc xây nền rất là chặt chẽ. Đối với một cái cổ phiếu mà nó có xung lực như này á, thì khi mà nó muốn bán, anh chị thấy nè, anh chị cứ hình dung một điều là cổ phiếu khi mà nó tăng, giá tăng nhưng mà giá lại giảm. Ê, giá tăng nhưng mà khối lượng lại giảm, đúng không anh chị? Thì nó phân phối cái kiểu gì, đúng không ạ? Mà trước đó em nói gì anh chị? Nó muốn phân phối được hàng của nó thì nó phải tạo ra một cái sự FOMO, tức là phải lôi kéo được cái lượng cầu vào thì nó mới bán được hàng chứ. Bây giờ anh chị thử mở shop bán quần áo coi. Anh chị muốn bán được hàng nhưng mà anh chị không tìm thấy được cái lượng cầu, không tìm thấy được cái người mua thì làm sao mà anh chị bán được, đúng không ạ? Đó, vậy nên nó mới xuất hiện những cái cấu trúc gãy rũ nền như này. Đấy, những cái cấu trúc này gọi là những cái cấu trúc gọi là lợi dụng yếu tố thị trường để mà đè giá cổ phiếu. Nó gọi là hàng sale của anh chị. Nếu như mà anh chị nào mà theo kiểu dân kinh doanh đi. Đấy, em thì nhà em kinh doanh anh chị. Đấy, thì mỗi lần tới đợt sale á, không phải, mỗi lần tới cái đợt mà kiểu như là vào mùa mà người ta mua nhiều anh chị, thì sẽ có những cái chiến lược như là giảm giá. Đấy, giảm giá sản phẩm. Thì cái mục đích để mà giảm giá sản phẩm á, chấp người bán chấp nhận chịu lỗ, đúng không anh chị? Nhưng mà để bán được hàng của họ thì họ chấp nhận chịu lỗ một tí. Đó. Đó, anh chị khi mà anh chị lên các sàn thương mại điện tử đi chẳng hạn, thì anh chị sẽ để ý một điều á, tới những cái ngày như 7 tháng 7, 8 tháng 8 chẳng hạn, đó, Shopee nó sale này nọ. Đó. Thì anh chị thấy là nó sẽ kê một cái mức giá, sau đó nó sẽ chiết khấu cái mức giá đó. Thì giống như thị trường trong giai đoạn hiện tại thôi. Bây giờ anh chị thấy khi mà cổ phiếu nó càng đi lên mà lực cầu nó không vào thì sao ạ? Thì nó phải hạ giá để cho lực cầu vào không anh chị? Đấy, nó thu hút những nhà đầu tư mới, những dòng tiền mới khi mà tham gia thị trường. Đặc biệt là những ông nào thích bắt đáy cổ phiếu sẽ rất là thích những cái trạng thái như này. Đó, cứ giảm là mua, cứ giảm là mua.
Đó, nên là nó sẽ thu hút cái lượng cầu vào. Và nhắc tới đây á, thì em muốn chia sẻ với anh chị trong cái trạng thái sắp tới của những cái cổ phiếu như ví dụ SHS đi, mặc dù là nó có lượng cung chào ra nhiều đấy, nhưng mà anh chị phải đánh giá được là đây là lượng cung bởi tổ chức bán nhiều hay là những nhà đầu tư họ mua bán đấy, anh chị phải hình dung được đấy, có phải là chỉ có tổ chức bán hay không thôi. Đó thì em đánh giá là đây là một cái phiên mà tổ chức họ bán, nhưng mà mục đích họ bán để làm gì anh chị? Có phải là để cho cổ phiếu cắm đầu từ cái vùng giá 19 đi anh chị về tới vùng giá 10 không? Không, theo em đánh giá là không, vì không có hãng tổ chức nào nó ngu tới nỗi mà nó dành cái khoảng thời gian gom hàng của nó mấy tháng trời, cả năm trời anh chị, tính tới nay là cả năm trời đúng không ạ, nó gom hàng từ những cái vùng giá như này, không lẽ nó để giá cổ phiếu nó giảm sâu được. Giống như anh chị khi mà anh chị buôn bán á, anh chị có để mình bị chịu thiệt không? Đó, anh chị sẽ có những cái chiến lược để mà anh chị giảm giá cái sản phẩm đó, nhưng mà anh chị có để mà giảm tới mức mà mình bán lỗ không anh chị? Đúng không ạ? Chắc chắn là không. Đó là cái việc á mà nhiều ông hô hào là thị trường sập rồi cổ phiếu giảm mạnh, đè giá rồi không cho phát hàng, nó tào lao hết sức anh chị, nó không có căn cứ. Vì sao ạ? Vì em phân tích ở đây là phân tích về cái bản chất để cho anh chị hiểu được cái cách thức vận động của cổ phiếu, chứ em không có đi hô hào là cái cổ phiếu này nó tăng mạnh, sắp giảm mạnh để tạo cho anh chị một cái tâm lý hoảng loạn, để tạo cho anh chị cái tâm lý hoảng loạn lo sợ làm cái gì. Nó nghiệp lắm anh chị, nghiệp lắm. Đấy, em ở đây là em chia sẻ những cái kiến thức và những cái kỹ năng mà em đã từng trải qua đó. Và trong cái video này em cũng muốn chia sẻ với anh chị về cái góc nhìn của em là đối với những cái cổ phiếu chứng khoán trong cái giai đoạn tuần sau, nó sẽ là những cái cổ phiếu thuộc top phục hồi mạnh nhất trên thị trường đấy, vì cái cấu trúc của nó là cái cấu trúc leader anh chị, cấu trúc dẫn dòng trong cái giai đoạn quá khứ, trong cái giai đoạn vừa rồi từ tháng 3 tới tháng 4 này. Nếu như anh chị mua ở những cái vùng như này đi đấy, lãi bao nhiêu phần trăm rồi, thì bây giờ khi mà nó chỉnh được vài phiên đi chẳng hạn đấy, nó chỉnh vài phiên cùng lắm mất vài phần trăm thôi đúng không ạ? Nhưng mà anh chị thấy được là những nhà đầu tư á, khi mà đã nhìn ra được cái cơ hội lớn của một cái nhóm ngành đi, một cái cổ phiếu á, thì không vì những cái phiên mà nó giảm điểm theo cái tâm lý lo sợ của thị trường, tâm lý đám đông mà em bảo là tâm lý nhỏ lẻ, 95% nhỏ lẻ thua trên thị trường đấy. Đó, họ sẽ không để những cái trạng thái đó ảnh hưởng đến cái quá trình đầu tư giao dịch của họ đâu, vì họ biết được là cái mục tiêu của họ còn cao xa hơn. So với cái việc này, anh chị thấy nếu như mà anh chị tham gia được đối với những cái cổ phiếu chứng khoán từ vùng giá bên dưới lên tới đây chỉnh mất vài phần trăm thôi đó, thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái cách mà chúng ta ứng phó với những cái cổ phiếu này. Đấy, SHS sẵn thì em lấy SHS luôn anh chị. Đấy, thì anh chị thấy đối với những cái cổ phiếu mà nó đi lên nhờ vào cái xung lực liên tục là những cái vùng nguyên nhân tạo ra để mà gom hàng á, thì đây chính là những cái cấu trúc cực kỳ mạnh đó. Nhưng mà càng lên cao này anh chị thấy lực cầu nó không còn nhiều, thì bắt buộc nó phải có những cái chiến lược để mà chiết khấu cái sản phẩm, chiết khấu cái món hàng của nó để thu hút lực cầu vào đúng không ạ? Đó thì đây chính là cái chiến lược mà nó chiết khấu giá đó, và nó phải có những cái phiên mà nó đè giá như này, nó lợi dụng yếu tố thị trường để mà nó đè giá cổ phiếu đó, và nó đè giá như này thì khi đó nó sẽ có cơ hội để mà nó test test cái gì em, test lực cầu đó. Anh chị thấy hay không? Đó, thấy hay thì tương tác giúp em một lượt like nha. Đó, xem xong thì nhớ đăng ký kênh cho em luôn. Mấy nay anh chị tâm lý anh chị chán nản quá, video làm không có view, buồn quá anh chị. Đấy, nhưng mà em vẫn ngồi đây và em vẫn chia sẻ nhiệt huyết cho anh chị về những cái bản chất cũng như là những cái kinh nghiệm mà em đã từng trải qua. Nên là rất mong là những cái chia sẻ của em nó hữu ích với anh chị ha. Đó, anh chị thấy sau những cái cú này á, nó sẽ có một cái nhịp test, em gọi nó là test cầu anh chị. Đó thì giống như là anh chị khi mà anh chị hình thành một cái chiến lược marketing đi để mà giảm giá, thì anh chị mục đích là anh chị xem coi là có ai tham gia hay không. Và trong cái giai đoạn sắp tới này, nếu như á, mà cái cấu trúc của nó, lực cung nó không còn trào ra nữa, và khi đó lực cầu bắt đầu quay trở lại giống như những trạng thái quá khứ nè anh chị, phân tích cho anh chị thấy
Đâu rồi, đây. Nè, anh chị cứ hình dung đi, sau những cái trạng thái bán tháo này, đúng không ạ? Đó. Thì khi đó lực cung nó không còn trào ra nhiều nữa. Lúc này á, anh chị thấy nó set up một trận đánh mới, lực cầu bắt đầu quay trở lại này. Đấy. Lực cầu bắt đầu quay trở lại và nó có những cái tín hiệu phục hồi. Đúng không ạ? Lực cầu quay trở lại và có những tín hiệu phục hồi. Thì khi đó nó sẽ set up một trận đánh mới. Em gọi nó là cái cấu trúc tái tích lũy kênh trên. Thì cái kịch bản này á, nó sẽ xảy ra. Nhưng mà em thì cái kịch bản này á, nó phải mất rất là nhiều thời gian. Bởi vì sao ạ? Vì đây chính là một vùng tái tích lũy. Mà anh chị nhớ, một cái vùng tích lũy á, là một cái vùng phải mất đâu đó mấy tháng trời để mà hình thành. Nên là đối với cái cấu trúc này á, anh chị cũng nên chú ý. Đó, cũng nên chú ý. Sau những cái nhịp này á, nếu như mà lực cầu á, nó quay trở lại á, thì đây chính là cái cổ phiếu nó sẽ hình thành nên một trận đánh mới. Có phải là trước đó em có chia sẻ với anh chị á, là sau cái giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu đi, thì cổ phiếu nó sẽ phân phối đúng không ạ? Đấy, thì đúng thật. Đấy, anh chị thấy nè. Trong cái giai đoạn quá khứ, để mà cổ phiếu á, nó bước vào cái giai đoạn chạy nước rút á, thì khi đó yếu tố thị trường á, là cái yếu tố tác động trực tiếp đối với cái cổ phiếu. Có phải là tụi tổ chức trên thị trường á, nó lợi dụng yếu tố thị trường để mà làm giá cổ phiếu không anh chị? Thì khi đó nè anh chị thấy, lúc này là thông tin tích cực ra rất là nhiều để mà hợp thức hóa cái việc tăng giá của cổ phiếu, và nó hình thành nên cái cấu trúc chạy nước rút của những cái cổ phiếu chứng khoán trong giai đoạn đó, những SHS này, VND này. Đó, VND này, đâu rồi? Đây nè anh chị. Đấy, anh chị thấy trong giai đoạn đó nè, cổ phiếu nó bước vào giai đoạn chạy nước rút, lúc đó là trần mấy cây luôn anh chị. Hoặc là cổ phiếu SSI này. Đấy, những cái cấu trúc này là những cái cấu trúc chạy nước rút khi mà thị trường có những tín hiệu tích cực. Nhưng mà anh chị nhìn lại trong giai đoạn hiện tại nè, đó, anh chị thấy liên tục là những cái trạng thái mà thông tin tiêu cực nó ra, nó làm ảnh hưởng đến cái chỉ số. Thì cái kịch bản mà để các cổ phiếu chứng khoán nó chạy nước rút đó, nó sẽ không diễn ra. Đó, rất là khó để mà diễn ra cái kịch bản đó. Thì theo quan điểm cá nhân của em á, nó sẽ có những cái cấu trúc mà nó rũ bỏ, sau đó nó lại test lại. Và em gọi đó là cái cấu trúc test cầu. Đó, vừa nãy em mới chia sẻ. Và anh chị nên nhớ, khi mà lực cung nó cạn lại đi, đó, và có những cái dấu hiệu lực cầu quay trở lại á, mình phải đánh giá được coi là lực cầu đó nó có quyết liệt và nó mạnh mẽ hay không. Thì em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái trạng thái đó ha. Đây nè, ví dụ SSI đi anh chị. Thì anh chị thấy khi mà nó giảm nè, đó, ok, lực cầu, lực cung nó bắt đầu có dấu hiệu nó kiệt quệ rồi, đúng không ạ? Khi đó bắt đầu có lượng cầu vào, tham gia vào đối với cổ phiếu và làm cho giá tăng trở lại. Đấy. Thì anh chị thấy đối với một cái cổ phiếu mà khi có lực cầu quay trở lại thì nó đang ấp ủ một cái nguyên nhân để mà hình thành nên một cái kết quả tăng giá sắp tới. Nếu như mà anh chị nói phân phối là kết thúc một cái chu kỳ, thì có phải là tới đây là cổ phiếu nằm sàn rồi la liệt chất đóng xuống dưới không anh chị? Đấy, thì kết thúc một chu kỳ mà, đúng không ạ? Đó, nhưng mà tại sao sau cái giai đoạn này nè, nó lại còn lên nữa vậy anh chị? SSI từ giá 20 nè, sau nó còn lên được tới giá 40 vậy anh chị, 45 vậy anh chị, 45-50 anh chị. Đấy, thì có phải là đây chính là cái vùng nguyên nhân để mà hình thành nên một cái trận đánh mới không? Đó, thì em gọi đây chính là cái vùng tái tích lũy kênh trên của một cái cổ phiếu sau cái giai đoạn mà nó phân phối. Đó, thì cái kịch bản này nó sẽ là cái kịch bản sâu xa hơn. Đó, thì nếu như mà nó xuất hiện á, em sẽ liên tục cập nhật lại cho anh chị. Đó, trước mắt á, anh chị cứ hình dung được là sau những cái giai đoạn mà nó bị bán đi, nó sẽ có những cái phiên mà nó test cầu. Đó, và tùy thuộc vào cái lượng cầu đó, chúng ta sẽ đánh giá được là đoạn này á, chúng ta nên giữ hay là chúng ta nên chốt lại. Đó, và cái cách xử lý danh mục trong cái giai đoạn hiện tại. Ví dụ đi, anh chị em nào đang nắm giữ các cổ phiếu chứng khoán thì chú ý giúp em. Trong cái giai đoạn tuần sau á, nếu như mà có những cái áp lực rung lắc chắc luôn, tuần sau á, cổ phiếu nó nằm sàn thêm phát nữa, anh chị không được phép bán sàn. Đó, nhớ kỹ nha anh chị, đừng có bán sàn. Bán xong rồi nó hồi lại đau lắm anh chị. Em nói thật, những cái cấu trúc này á, khi mà có những cái tín hiệu thị trường nó đang chững lại cái lực cung rồi nè anh chị. Đó, đúng không ạ? Thì khi mà anh chị chấp nhận, anh chị bán bất chấp á, lúc đó là anh chị dễ chết lắm.
bị lại các anh chị, bị lại. Kiểu như là vừa bán xong rồi nó hồi lên. Chết rồi. Bán đúng đáy rồi, không biết phải xử lý như thế nào. Đó. Lại bắt đầu á lo sợ là bỏ lỡ cơ hội ở phía sau. Thì khi đó anh chị sẽ mua lại cổ phiếu, nhưng mà tới lúc mà anh chị mua cổ phiếu á thì đó là lúc mà cổ phiếu nó tạo đỉnh. Đó, và nó sẽ rơi thêm một nhịp nữa. Thì trong cái giai đoạn mà nó tạo đỉnh á, nó sẽ vận động theo một cái biên. Đấy, em vẽ cho anh chị xem ha. Nó sẽ vận động theo một cái biên. Đấy, liên tục tạo lên những cái vùng dao động lỏng. Anh chị nhớ cái vùng dao động lỏng nó như thế nào không ạ? Khi đó nó sẽ tạo ra những cái phiên mà biên độ tăng trần giảm sàn liên tục. Đó, thì em gọi nó là cái phiên dao động lỏng. Và những nhà đầu tư á, với cái tâm lý là nó tạo cái dao động này nè, cứ giảm về đây, tôi mua lên. Đó, thì lúc đó tôi sẽ ăn được khoản lãi. Nhưng mà anh chị quên một điều á, là cổ phiếu trong cái giai đoạn mà nó điều chỉnh dao động lỏng đi, chúng ta không biết được đâu là đáy của cổ phiếu hết cả. Giống Novaland này, em có một cái chị khách hàng á, chị mua cái cổ phiếu đâu đó tầm khoảng giá 21x á. Đấy, chị thấy nó giảm về tới vùng giá chiết khấu rẻ quá, về tới vùng giá 20 bắt đầu mua thêm. Rồi về tới vùng giá 18x lại bắt đầu vào mua thêm nữa. Và cho tới cái giai đoạn hiện tại á, chị đang gồng lỗ cả chục phần trăm đối với cái cổ phiếu Novaland này. Thì anh chị thấy cái việc á, mà mình đi dò đáy cổ phiếu á, nó có đáng không anh chị? Đấy, nên là trong giai đoạn hiện tại á, nếu như mà anh chị nào đang kẹp hàng đi, không có bán bất chấp cổ phiếu, và nếu như mà anh chị nào á, đang có ý định bắt đáy cổ phiếu á, thì em khuyên thật lòng á, là mình hãy nghĩ trước về cái vấn đề rủi ro là liệu mình có bị kẹp hàng cổ phiếu này hay không. Đấy, anh chị khi mà anh chị lên thị trường á, anh chị đầu tư á, anh chị chỉ nhìn thấy được cái cơ hội của nó thôi, nhưng mà anh chị không biết được là cái rủi ro nó sẽ đi kèm với cái cơ hội đó, và có khi nó còn nặng hơn nữa. Không phải tự nhiên mà người ta thống kê được 95% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường đâu. Hầu như là 95% đó đều là bắt đáy hết cho anh chị, đi dò đáy cổ phiếu và bây giờ vẫn đang gồng lỗ. Anh chị thử hỏi coi, bây giờ trong cái trạng thái hiện tại này, Novaland này, anh chị lỗ cả chục phần trăm vậy á, cái tâm lý anh chị có ổn định hay không? Đặc biệt là thị trường trong cái giai đoạn hiện tại nó hoảng loạn như này. Đấy, anh chị có thể tự trả lời cho mình cái câu hỏi đó. Thì đối với cái cổ phiếu, ví dụ đi, SHF, thì chúng ta sẽ đánh giá về cái xung lực của cổ phiếu ha. Cổ phiếu này sẽ là cái cổ phiếu mà em đánh giá là nó có cái nhịp phục hồi rất là tích cực trong cái giai đoạn tuần sau hoặc là sắp tới. Đó, kiểu gì nó cũng hồi thôi, nên là anh chị đừng có bán bất chấp cổ phiếu, mà hãy chờ những cái nhịp phục hồi để mà cơ cấu, để mà hạ bớt quy mô đi. Chẳng hạn nếu như mà anh chị cầm nhiều quá, hoặc là anh chị chốt lại cổ phiếu, thì trong những cái giai đoạn sắp tới em sẽ liên tục cập nhật ngay trên nhóm cộng đồng. Đấy, anh chị nào chưa tham gia vào nhóm cộng đồng thì tranh thủ tham gia vào nhóm đi. Đấy, có chốt lại cổ phiếu hay là rút tiền về tài khoản, em sẽ cập nhật ngay trên nhóm để dành cho những anh chị nào đồng hành cùng em. Đấy, theo dõi đồng hành cùng em để biết được những cái tín hiệu đấy mà anh chị rút tiền ra khỏi thị trường một cách an toàn nhất. Đó, chứ bây giờ anh chị khi mà anh chị thấy tâm lý anh chị dao động á, anh chị thấy nó giảm quá, anh chị chỉ muốn bán thôi, bán để cho nhẹ đầu, nhưng mà vừa bán xong cái nó hồi lên, lúc đó là chị có trầm cảm, mất ăn mất ngủ luôn anh chị. Em trải qua cái trạng thái rồi, rất là khó chịu, cảm giác một cảm giác tiền mình kiếm được á, nó mất trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, rất là đau đớn anh chị, rất là đau. Nhưng mà sao ạ? Bởi vì đã trải qua rồi nên là em hiểu, và khi mà em hiểu em mới có thể tự tin mà em chia sẻ với anh chị trong cái video này đó. Nếu mà anh chị thấy hay thì đừng ngần ngại dành cho em một cái lượt tương tác, đúng không ạ? Đấy, chúng ta cùng đồng hành với nhau, và nếu như có duyên thì anh chị có thể tham gia ngay vào nhóm và cùng em nhận diện những cái tín hiệu sắp tới trong cái giai đoạn tới anh chị đó. Đó, thì đó là đối với cái trạng thái của tụi chứng khoán để đánh giá xung lực SHF như vậy anh chị. Ngoài ra là còn một vài cổ phiếu như SSI này, lực cung dò ra nhiều quá thì sao em? Liệu nó có phục hồi tốt hay không? Anh đang nắm giữ SSI bây giờ phải xử lý thế sao đây em? Đấy, thì em cũng chia sẻ luôn là đối với thằng SSI á, anh chị thấy là nó cũng có lực cung dò ra mạnh. Đó, nhưng mà cái cấu trúc của nó là đi lên với những cái nền tảng giá. Thì em đánh giá là nó sẽ không có bị điều chỉnh quá sâu đâu. Mà nếu có điều chỉnh sâu á
thì sẽ có lực cầu quay trở lại. Vì tại những cái vùng giá như này là những cái vùng giá của tổ chức và những cái thằng mà nó định giá được cái cổ phiếu này thì lên này thế nào sẽ có nhịp hồi. Đấy, việc quan trọng của anh chị đừng có bán bất chấp cổ phiếu. Đó, đánh giá về xung lực thì SSI sẽ có phục hồi. Đấy, hoặc là cái cổ phiếu VND đi, phục hồi nha anh chị, không sao hết cả. Đó là anh chị đừng có hoảng sợ. Nếu như mà thấy những cái tín hiệu mà nó bị bán sàn đi, không đáng đâu anh chị. Đó. Ngoài ra còn có HCM này. Thì đối với cái cấu trúc của HCM á, nó đi lên khá là yếu, khá là chậm. Đó, thì nhịp trước á, em không có khuyến nghị anh chị tham gia vào cổ phiếu HCM, bởi vì cái đặc tính của nó đánh rất là chán anh chị, đánh rất là chậm. Đó, anh chị thấy nếu như mà anh chị tham gia được đối với cái cổ phiếu dòng leader chứng khoán đi, từ tháng 3 đi. Đó, thì anh chị đo đến giai đoạn hiện tại anh chị lãi không tới 50%. Đó, nhưng mà những cái cổ phiếu như SHS á, thì anh chị đã lãi được gấp 2 lần rồi. Gấp 2 rồi. Đó, có những cái cổ phiếu nó mượt mà hơn như FCS này. Đấy, lãi gấp 3 gấp 4 lần rồi, đúng không ạ? Từ vùng giá 15 lên tới vùng giá 45. Đó, gấp 3 lần rồi. Thì anh chị thấy cái việc mà mình đánh giá xung lực của một cổ phiếu á, nó rất là quan trọng. Thì đối với hàng HCM này, khi mà nó xung lực nó không có đủ mạnh á, thì cái nhịp phục hồi sau của nó sẽ khá là yếu, nên anh chị cũng nên chú ý ha. Đó, còn về cái việc mà nó giảm nữa hay không á, thì chúng ta phải quan sát. Nếu như mà nó giảm nữa thì chúng ta phải coi coi nhịp tới nó có phục hồi tốt hay không. Đó, chứ không phải là mình cứ kỳ vọng là cái nhóm ngành này nó phục hồi thì cái cổ phiếu mà mình nắm giữ nó cũng sẽ phục hồi. Không có đâu anh chị. SBS nè, anh chị thấy cái cách đánh của nó nè, chán không anh chị? Cực kỳ chán. Và những cái thằng này á, mặc dù là nó vẫn còn lây hoay tại vùng nền thôi, nhưng mà cái xung lực nó không có. Đó, xung lực nó không có. Thì nếu như mà anh chị nào mà đang nắm giữ thằng này đi, thì cũng nên chú ý là nên thoát ngay khi mà có những cái nhịp hồi. Đấy, chứ đừng có dây dưa vào những cái thằng mà nó xung lực yếu, xung lực đánh không có. Đâu. Đấy, anh chị thấy nè, trong giai đoạn uptrend nè, đúng không ạ? Cổ phiếu đua nhau vượt. Đấy, nhưng mà cái trạng thái của cổ phiếu SDS đi. Đó, nó đánh rất là chậm. Trong giai đoạn đó mà anh chị đánh vào những cái thằng tháng 10 nè, SSI đi. Đấy, lãi còn ngon hơn, khiếp hơn. Đấy. Đây chính là cái xung lực của một cổ phiếu. Anh chị phải tự đánh giá được. Đó. Chị đang nắm giữ những cái cổ phiếu nào thì anh chị mở ra xem VCI coi. Đó. VCI hả? Phục hồi. Chắc chắn với anh chị luôn, sẽ có những cái nhịp phục hồi. Đó. Và em đánh giá thấy được là đối với những cái thằng này á, nó đi lên từ cái vùng giá, vùng nền tảng. VCI á, em nhớ từ tháng 3 nó là cái thằng leader của nhóm ngành chứng khoán anh chị, không phải đùa đâu. Leader đấy, nó là leader của nhóm ngành chứng khoán. Sau đó tới FCS, FCS BSI. Đấy, nó mượt mà hơn. FCS BSI thì mượt mà hơn anh chị. Đó. Nào là rồi BSI nè. Đấy. Rất là khỏe anh chị, nên là anh chị cứ yên tâm. Đó. Như anh chị bảo là thị trường á, khi mà nó điều chỉnh như vậy đó, nó làm cho những cái cổ phiếu nó xấu. Nhưng mà anh chị không biết là thị trường á, khi mà điều chỉnh á, thì nó sẽ tạo ra những cái siêu cơ hội. Chính nhờ những cái cú điều chỉnh như này á, nó mới tạo ra những cái siêu phẩm như FCS vừa rồi, đúng không anh chị? FCS nè. Đấy. Không nhờ cái cú điều chỉnh 55 điểm này thì làm sao có được cái siêu phẩm này, đúng không anh chị? Lãi được cả chục phần trăm ngay trong phiên. Và em đánh giá là nó chưa chết đâu. Đấy, sẽ còn có những cái cú. Có thể nha anh chị, FCS tuần sau nó vượt đỉnh luôn á. Đấy, tuần sau nó vượt đỉnh cũ luôn đấy. Và nó sẽ kéo lên, tạo ra một cái sự FOMO dành cho những nhà đầu tư. Đó. Nhưng mà khi mà mình dự đoán thì nó chỉ là cái xác suất thôi anh chị. Đó. Nên là anh chị đừng có mà áp đặt cái quan điểm của mình vào đối với một cái cổ phiếu. Em thì lên đây em chia sẻ về cái bản chất, về cái cách thức vận động của cổ phiếu để cho anh chị hiểu và nắm rõ được nó. Chứ em không có đi hô hào hay nói là cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi tăng mạnh rồi bảo anh chị mua tại cái vùng giá này là cái vùng giá tốt. Đấy.
ai mà chẳng biết, khi mà lên đầu tư trên thị trường á, cái điểm mua nó rất là quan trọng và cái vị thế nó rất là quan trọng đó. Nhưng mà anh chị phải đánh giá được cái rủi ro của nó trước khi mà anh chị xuống tiền. Nhiều anh chị khi mà anh chị tham gia cổ phiếu, chị nghĩ tới cái lợi ích thôi đấy, không bao giờ đánh giá được rủi ro hết cả. Và em đảm bảo với anh chị luôn, em chắc chắn với anh chị, một khi mà em đã chia sẻ về cái điểm mua thì em đã lường trước được những cái rủi ro của nó có thể xảy ra rồi. Như anh chị á, mấy ngày nay đấy, có anh chị chắc em là sao em cho mua cổ phiếu tại những cái vùng này đấy, bởi vì em biết được sắp tới khả năng nó có những tín hiệu rủi ro và em có thể lường trước được cái rủi ro đó để mà xử lý cho anh chị, nên là em mới tự tin em chia sẻ cho anh chị mua, đúng không ạ? Và nói thật với anh chị, những anh chị nào mà đồng hành cùng em trước đó tại những cái điểm mua mà em chia sẻ trước lễ đi, hoặc là sau lễ trễ lắm nha, những cái cổ phiếu chứng khoán mà em trước đó em chia sẻ những SSI này, em nhớ mua đâu đó tầm khoảng quanh giá này thôi đấy, thì hiện tại là chỉ bị điều chỉnh nhẹ đấy, có lỗ nặng đâu anh chị, đúng không ạ? Và nếu mà anh chị nào đồng hành cùng em trước lễ đi mua ở đây nè, có lỗ không? Không hề. Mà anh chị nào đồng hành trước đó nữa đi, mua tại những cái vùng giá 20 á, đó, mua tại vùng giá 20 đối với cổ phiếu SSI á, em đảm bảo luôn không lỗ đấy. Thì anh chị thấy nếu như mà em đánh giá được những cái rủi ro như vậy rồi đó, và đưa cho anh chị một cái chiến lược cụ thể, em là theo cái trường phái là đánh sóng anh chị, mua và nắm giữ thôi, nên là anh chị cứ thoải mái yên tâm và theo đuổi cái phương pháp của em đó, vì nó cực kỳ hiệu quả. Em không có đánh ngắn đâu, nó không phải là kiểu, không phải là em không phải là kiểu nhà đầu tư là cứ lên thị trường là toàn nhìn vào cơ hội đấy. Đầu tư nó đã là rủi ro rồi anh chị, và anh chị khi mà anh chị lên thị trường á, anh chị lựa chọn giữa rủi ro và cơ hội á, thường á là nhà đầu tư á, sẽ nhìn vào cơ hội nhiều hơn, nhưng mà em thì em lại nhìn vào cái rủi ro và em đánh giá, nếu như mà chơi được á thì em mới cho múc đó. Thẳng thắn quan điểm thật lòng anh chị đấy, có sao nói vậy. Đối với các cổ phiếu chứng khoán á, anh chị cũng nên chú ý về cái cấu trúc của nó, sẽ có những cái nhịp hồi, không nên bán tháo đấy, bán là mất tiền đó anh chị, nói thật đấy, chốt lại thôi, bán là mất tiền đấy. Nhiều anh chị bảo á, may mắn vì đã thoát được hàng, nhưng mà em lại cảm thấy nó không phải là may mắn, nó chỉ là một cái trạng thái hoảng loạn trong ngắn hạn của anh chị thôi. Và anh chị khi mà thấy cổ phiếu nó phục hồi trở lại á, mà anh chị theo cái suy nghĩ là thôi tôi sẽ đánh ngắn, tôi mua xong rồi hàng về, ơi nó đang phục hồi kìa, tôi mua xong rồi hàng về có lãi tôi sẽ bán, nó sẽ là cái thứ mà giết chết anh chị từng ngày một trên thị trường đó. Anh chị lên thị trường mà anh chị chỉ nhìn thấy được cái rủi ro ấy, anh chị chỉ nhìn thấy được cái cơ hội của nó thôi đó, mà anh chị không thấy được cái rủi ro của nó, chẳng khác gì 95% nhỏ lẻ đang thua cuộc trên thị trường đó. Mà anh chị thấy anh chị cầm tiền mà anh chị không biết mình phải làm cái gì với nó còn chết hơn nữa đó. Cứ thấy nó giảm rẻ quá, bắt đáy cổ phiếu, ok sẽ có khoản lãi đấy, nhưng mà nó sẽ hình thành cho anh chị một cái tư duy sai lầm trên thị trường là bắt đáy cổ phiếu đấy. Em thì em không có phê phán cái quan điểm đầu tư của ai hết cả anh chị, vì mỗi người khi mà lên thị trường á, sẽ có mỗi cách kiếm tiền khác nhau, nhưng mà em ở đây là em chia sẻ về cái bản chất và cái cách thức vận động của một cái cổ phiếu, thì đây chính là cái lĩnh vực mà em nghiên cứu, chứ em không có đi hô hào đấy, có sao em nói vậy thôi anh chị. Như anh chị chê trách em là em trình còn non quá nên là em không dám bắt đáy, nhưng mà em bắt rồi anh chị, bắt rồi nên là em mới biết và em đã trải qua rồi, những cái gì mà em đã trải qua rồi em mới tự tin mà em ngồi đây em chia sẻ với anh chị, chứ không phải tự nhiên lên hô hào rồi cái cổ phiếu này nó như này như kia đấy. Hôm nay nhiều cảm xúc quá anh chị, đúng không ạ? Đó, và nếu như mà anh chị nào đồng hành cùng em á, thì anh chị cũng sẽ nhận được những cái sự nhiệt tình và nhiệt huyết của em. Đấy, anh chị cũng sẽ thấy được cái sự nhiệt huyết của em trong cái công việc. Em cũng như anh chị thôi, cũng là nhà đầu tư đã trải qua những cái chu kỳ của thị trường rồi, và em nhận thấy được là thị trường này là thị trường cơ hội nhưng mà nó đầy rẫy rủi ro. Nếu như mà anh chị nhận diện được cái rủi ro của nó thì anh chị sẽ kiếm được tiền. Đấy, còn anh chị chỉ nhìn thấy được cái cơ hội thôi á,
thì anh chị chẳng khác nào cầm tiền quăng ra ngoài cửa sổ hết cả. Đấy, em nói thật. Đấy. Thì đó là đối với trạng thái của thị chứng khoán sẽ có những cái nhịp kéo rất là mạnh trong tuần sau. Đấy, hoặc là trong giai đoạn tới. Nhưng mà chúng ta sẽ đánh giá lại. Và cái nhiệm vụ quan trọng của anh chị á, không được bán tháo cổ phiếu. Nhớ nha. Đấy, anh chị xem video á, anh chị nên dành thời gian để mà anh chị lấy bút viết, anh chị ghi chép lại những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của em. Bởi vì sao ạ? Vì đó là những cái kinh nghiệm và những trải nghiệm trong quá khứ mà em đã từng đạt được. Đó, mới hình thành và đúc kết nên những cái trạng thái như này. Nhờ những cái cú điều chỉnh như này nè. Đấy, em nhớ lại cái hôm ngày 18 tháng 8 đi, nhờ cái cú điều chỉnh 55 điểm này, nó mới loại bỏ được rất là nhiều nhà đầu tư yếu kém. Và anh chị thấy sau cú điều chỉnh đó, đâu còn ai thèm giao dịch nữa đâu. Đâu còn ai thèm giao dịch nữa. Đấy, và cái cú điều chỉnh này nó cũng vậy đó anh chị. Cú điều chỉnh này nó cũng sẽ như vậy. Đó. Thì anh chị thấy khi mà điều chỉnh này, von bé tí. Đấy. Thì khi đó, cách một tuần sau thôi, nhà đầu tư bắt đầu đua lợn. Đua lợn lại. Đấy, và trong đó có em. Đấy, đúng không ạ? Đó. Và anh chị thấy, nhờ những cái cú điều chỉnh siêu mạnh như này, nó mới hình thành nên được những cái nhà đầu tư mà dũng khí trên thị trường. Đấy. Và em, một trong số đó, em tham gia tại những cái vùng như này. Và hiện tại là em vẫn đang cho hệ thống nắm giữ những cái trạng thái từ những cái điểm mua đối với những cái cổ phiếu như SHS này. Mua trước lễ anh chị, mua đây nè, có lỗ đâu. Đó, mua ngay 24 tháng 8, em khẳng định với anh chị luôn, cùng lắm thì mất lãi, nhưng mà không có lỗ. Đó, anh chị nào đồng hành cùng em, anh chị sẽ biết, không lỗ. Mà ngược lại là còn lãi nhẹ, đúng không ạ? Nếu đo ra thì còn lãi nhẹ. Nhưng mà em dám chắc với anh chị luôn, cái khoản lãi nhẹ này, nó không... Cái khoản lãi nhẹ này sắp tới nó sẽ trả lại cho anh chị cái khoản lãi to hơn nếu như mà anh chị kiên nhẫn và anh chị đi theo đúng cái định hướng của em. Đó. Thì đi qua về một vài cổ phiếu nhóm khác đi. Chứng khoán thì nhiều anh chị nói nhờ. Đó, đúng không ạ? Chứng khoán thì nhiều anh chị biết rồi. Đó, ngày nào cũng lên phân tích. Bất động sản thì anh chị thấy đối với cái cấu trúc của nó, cái cấu trúc điều chỉnh. Khi thị trường điều chỉnh mạnh, cổ phiếu này nó cũng không lên được. DG này chẳng hạn. Đó, nhưng mà nói về cái nhịp phục hồi của cổ phiếu á, sẽ có những cái nhịp phục hồi. Có thể đây chính là cái vùng gì anh chị? Vùng nguyên nhân để mà set up một trận đánh mới của cái cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản anh chị. Thì đối với cái nhóm ngành này á, em cũng đã phân tích nhiều rồi là nó đang trong cái trạng thái phân hóa. Novaland này bị bán mạnh này. Đó, nhưng BDR thì nó lại hướng lên. Đó. Còn là sale này, đó, bị bán mạnh này. Nhưng mà trạng thái của nó đang là kiệt quệ thanh khoản, không ai thèm bán ra hết cả. Sắp tới khả năng cao em sẽ cho hệ thống tham gia đối với cái cổ phiếu sale. Đấy. Có nhiều anh hỏi là mua sale ở điểm này được chưa? Đó. Thì em đánh giá là chưa đâu anh. Mua sớm chết ấy. Vì sao ạ? Vì thị trường lúc đó nó vẫn chưa cân bằng. Nó vẫn còn có những cái tín hiệu sẽ có những cú rũ bỏ mạnh. Đó, thì khi đó nè, anh chị thấy. Đó, em vừa nói xong. À, ổng định bắt đáy đấy, rồi sau đó sao cũng tăng 5%, ổng quay qua ổng trách em đấy, phải mua được cái điểm này là đã có một khoản lãi rồi. Nhưng mà sau đó là sao, trời ơi, mới qua nhắn tin anh chị đấy, cảm ơn em, may quá không bị kẹp hàng. Không bị kẹp hàng anh chị, đúng không ạ? Đó, bởi vậy khi mà anh chị tham gia đầu tư, anh chị phải liên tục anh chị đánh giá cái rủi ro của cổ phiếu đấy, không phải là cứ điểm mua rẻ là nó an toàn đâu anh chị. Không phải cứ mua rẻ là an toàn đâu. Đấy. Nên là khi mà anh chị đồng hành cùng em, anh chị sẽ thấy là thằng Kiệt này nó ít phím hàng lắm. Ít phím hàng lắm. Mà một khi nó đã phím hàng rồi, một khi nó đã khuyến nghị rồi, thì cái cổ phiếu nó sẽ rất là mạnh. Vì nó dựa vào những cấu trúc của cổ phiếu đi lên. Chứ nó không đánh vào vì cái cổ phiếu đó có giá rẻ anh chị. Chị chờ em tí nha. Đấy. Sell nè, rồi phát đạt L14 nữa anh chị. Đấy, L14 chỉnh hơi sâu. Đấy, nhưng mà anh chị thấy lực cung nó ngày càng siết chặt. Đó.
Thì đối với cái cấu trúc này á, sắp tới khả năng cao nó cân bằng đâu đó tầm khoảng vài tuần á, em sẽ cho hệ thống em đánh đó. Và đối với những cái tụi bất động sản á, khả năng cao á, nó sẽ là những cái thằng có sóng trong cái giai đoạn sau những cái cú điều chỉnh như này, nên anh chị đừng có bỏ lỡ những cái trạng thái như này ha. Đó, cổ phiếu DG nè, có chị khách hàng nắm giữ từ cái vùng giá mười mấy ít á, lên tới hiện tại nè, chỉnh mấy chục phần trăm luôn, nhưng mà sao ạ, vẫn kiên quyết nắm giữ đấy. Thì đó chính là bản chất của một cái cổ phiếu, trước đó nó đã vào sóng rồi đúng không anh chị đó, và chị muốn nắm giữ dài hạn đối với cổ. Ok, đó, bất động sản nè. Đó, thì để coi. Thì nhờ những cái cú điều chỉnh như này á, nó mới xuất hiện được những cái siêu phẩm anh chị ạ. Đó, em nhớ là hồi trước em đánh cái cổ phiếu EG anh chị. Đấy, anh chị thấy. Phải có những cái cú điều chỉnh như này, thị trường giảm 200 điểm này. Đó, giảm từ vùng 1.400 này về tới vùng 1.200. Đấy, thì nó mới có những cái cú như, phải có những cái cú như này nó mới hình thành nên những cái siêu phẩm. Và những cái siêu phẩm nó xác nhận bởi những phiên tăng mạnh và thanh khoản ngày càng dồi dào. Đó, gì thấy từ những cái vùng này hồi trước em đánh rất là kinh. Đấy. Tại sao em đánh được những thằng này vậy em? Ở trong cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh cực kỳ mạnh, giảm 200 điểm anh chị. Nhưng mà cổ phiếu nó lại không có lực cung dồi ra. Đây chính là cái cấu trúc tuyệt vời để mà hình thành nên một cái siêu cổ phiếu. Đó. Thì trong cái giai đoạn đó nó lợi dụng yếu tố thị trường anh chị, thằng EDG này, đó, nó lợi dụng yếu tố thị trường để mà nó đè giá cổ phiếu. Đó, đè giá cổ phiếu nhưng mà không ai bán nữa. Thì sao ạ? Thì đây chính là cái cơ hội. Bởi vì nó biết được là à, chỗ này không còn ai bán nữa thì tôi phải đẩy giá lên. Đấy, tôi thu hút nhỏ lẻ lên bằng cái sự FOMO. Đó, dòng tiền liên tục đổ vào. Hoặc là những cái trạng thái của DG trong giai đoạn quá khứ, anh chị thấy. Nhờ cái cú điều chỉnh 200 điểm này nè. Đó, tổ chức á, nó lợi dụng yếu tố đó để mà kiểm tra cung cầu. Anh chị thấy. Đấy, lực cung siết chặt. Đây chính là cái cú rũ bỏ, em gọi nó là spring trong VSA anh chị. Spring. Đấy, anh chị nào nghiên cứu về Wyckoff VSA á, anh chị sẽ biết rất là rõ, nhờ những cái cú điều chỉnh, cú rũ bỏ như này mà em đánh được những cái thằng như ANV nè trong giai đoạn vừa rồi. Đấy, anh chị nào đồng hành cùng em trong nhóm hệ thống cộng đồng, anh chị sẽ biết được cái cấu trúc string rồi LBF tạo ra đáy mới rất là mạnh. Vì sao ạ? Vì đây chính là cái cấu trúc lợi dụng yếu tố thị trường này, rũ bỏ này. Đó, và những thằng này nó đã vào sóng rồi, nên là anh chị có hàng thì cầm tới chết cho em. Đấy, đừng có vội bán, mấy thằng này là siêu phẩm đấy, loại ngược thị trường là CSV nè, CSV. Đấy, cấu trúc gì anh chị? String, đúng không ạ? Đấy, LBF. Đấy, toàn là siêu phẩm thôi chị. Và những thằng này nó là sống rồi. Đấy, MSH nữa. MSH. Đấy, MSH thì nó lên không có mượt mà, nhưng mà cơ bản là nó đã lên. Đó. Hoặc là những thằng như là IDI nè. Đấy, String nè, LBS nè. Đấy, lên rồi. Có hàng ôm tới chết cho em. Đấy. Còn anh chị nào chưa có hàng á, thôi, tha cho nó đi, nhường cho người khác đi anh chị. Anh chị vừa vào cái hàng chưa kịp về cái nó gặp yếu tố gì đấy thì lúc đó là chết dở. Đây chính là cái cơ hội, là cái thời gian để mà anh chị canh chốt lại cổ phiếu thôi, chứ không phải là nên tham gia vào. Và em đánh giá là nó không còn ngon nữa. Trong cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh này, thị trường điều chỉnh mạnh mà cổ phiếu nó lên cao, nó lên mạnh thì nó đang đi ngược thị trường. Những cái cổ phiếu này anh chị có hàng á, thì anh chị thấy ngon. Nhưng mà anh chị chưa có hàng á, thì em lại thấy hơi ghê. Vì sao ạ? Thì khi đó nó sẽ thu hút nhiều nhỏ lẻ vô. Có phải là hàng SSI vừa rồi nè. Đấy, khi mà thị trường điều chỉnh 55 điểm, cổ phiếu này có lực bán ra đấy. Nhưng mà nó không có bị nằm sàn như những cái cổ phiếu khác, của những cái cổ phiếu chứng khoán khác. Và sau đó có những tín hiệu phục hồi trở lại. Thì đây chính là kích hoạt cái yếu tố FOMO của nhỏ lẻ nè. Đây, đoạn này nè, anh chị thấy nó lên chậm không? Bởi vì sao ạ? Vì nhiều nhỏ lẻ đeo bám quá. Đó. Mà nhiều nhỏ lẻ đeo bám quá thì sao anh chị? Thì khi càng lên cao thì sẽ bị chốt lại. Nó lên cực kỳ nhọc nhằn anh chị ạ. Đó. HCM nè,
trong giai đoạn mà trước đó, quá khứ anh chị, nó chạy nước rút. Đấy. HCM trong giai đoạn quá khứ nó chạy nước rút, anh chị thấy đeo bám cực kỳ nhiều và cái cách đánh, cái trạng thái đánh của nó rất là yếu. Bởi vậy em mới nói là HCM em không có đánh. Vì em nhận thấy được là cái trạng thái quá khứ nó đánh nó rất là chán. Đánh chán mà còn đeo bám nhiều nữa chị. Có phải nè, vừa tăng trần sau đó chỉnh. Đấy, vừa tăng trần cây, 2 cây, chỉnh 3 cây. Đấy, tăng trần 2 cây, chỉnh 3, 4 cây. Đấy. Thì khi mà cổ phiếu mình nhìn nhận được cái xung lực đánh của nó, thì mình sẽ đánh giá được là mình có nên chơi cái cổ phiếu này không? Mình có nên đầu tư, mình có nên đánh vào cổ phiếu này không? Đấy. Bởi vậy, những cái kinh nghiệm nó thật sự rất là quan trọng anh chị. Đó. Thì đối với trạng thái hiện tại HCM cũng vậy đó anh chị. Lên đeo bám rất là nhiều. Đấy, tăng nè, nhưng mà lên không nổi. Vì bản chất của một cái cổ phiếu ấy, là do cái nhóm đội lái đó nó quyết định mà anh chị. Đó. Thì mình phải nhìn nhận lại, em là dân nghiên cứu anh chị, nghiên cứu về những cái trạng thái, về những cái vận động của cổ phiếu. Đó. Trong cái giai đoạn quá khứ thì bản chất của tổ chức ấy, mà anh chị biết tổ chức là gì? Tổ chức là con người. Mà bản chất con người là cái thứ gì đó nó không thể nào mà thay đổi được, rất là khó thay đổi. Đó. Và cổ phiếu nó cũng vậy. Nó tổ chức ấy, nó áp đặt cái ý chí của nó vào cái cổ phiếu đó. Thì khi đó mình nhìn nhận lại cái quá trình quá khứ nó đánh như thế nào, mình sẽ thấy được là cái cách đánh của hiện tại của nó cũng y chang vậy. HCM nè anh chị. Đấy, rất là chậm. Đó là đoạn rồi á. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 nè, em đâu cho đánh HCM đâu. Đánh chậm lắm anh chị. Đấy, có thì đánh SSI. Mặc dù là SSI là cũng vốn hóa lớn, nhưng mà sao nó lại bền thôi. Vì trong cái giai đoạn quá khứ nó đánh rất là mượt. Đấy, rất là đẹp. Ở VND nè, đấy. Quá khứ đánh rất là đẹp, FF. Đấy, rất là đẹp, chạy nước rút. Đấy. Cực kỳ ngon luôn anh chị. Những cái cấu trúc này cực kỳ tuyệt vời. Đó. Ngày hôm nay chắc lên chia sẻ với anh chị một vài cái quan điểm của em về đối với cổ phiếu cũng như là cái nhóm ngành. Đó. Thì rất mong là chia sẻ của em nó sẽ hữu ích với anh chị khi mà anh chị xem cái video này. Đó. Và nếu như mà anh chị thấy hay thì nên đăng ký kênh cho em. Và cũng như là tranh thủ tham gia ngay vào nhóm cộng đồng phía bên dưới. Để làm gì anh chị? Vì trong cái giai đoạn tuần sau nó sẽ còn khốc lửa. À, nó sẽ còn khốc liệt hơn đấy anh chị. Đấy. Thật sự nếu như mà anh chị không có kinh nghiệm thì anh chị nên tham gia vào ngay trong nhóm để được em hỗ trợ tư vấn một cách trực tiếp nhất. Đó. Anh chị vào nhóm đi, nó không có thu tiền anh chị. Đó. Nhưng mà anh chị nhận lại được rất là nhiều giá trị từ những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà em chia sẻ trên nhóm. Em hoạt động sôi nổi lắm anh chị. Nên là khi mà anh chị lần đầu tiếp xúc với em, anh chị sẽ cảm thấy là thằng này nó nhiệt tình quá. Đấy. Thì tự nhiên là sinh ra một cảm giác gần gũi. Đó. Nếu như mà anh chị xem video, anh chị thấy hay và có những cái thắc mắc đi, chẳng hạn là đối với cái nhóm đối với các nhóm còn lại đi, HHV chẳng hạn. Đấy, bị bán mạnh nè, có rút chân nè, thì sao ạ? Thì nó có ổn không em? Đó, thì em cũng phân tích sơ qua ha. HHV á, nó nổ sau. Đó. Nhưng mà đối với cái trạng thái của nó thì cái cách đánh của nó sẽ có những cái nhịp phục hồi. Nhưng mà em không kỳ vọng vào đối với những cái cổ phiếu mà nó bị nổ sau anh chị. Trước đó là em cũng đã cho hệ thống của em vừa chốt lãi anh chị. Cũng không hẳn là chốt lãi, tức là bán đâu đó lãi được có vài phần trăm thôi. Bởi vì sao? Mình đánh giá sai đối với cái trạng thái của cổ phiếu là mình phải khắc phục. Đó là sau đó là hiện tại cũng vậy, FCN này. Đấy. Chấp nhận luôn anh chị. Đấy, hồi lên là bán ngay cái phiên này nè. Đó, em cho hệ thống bán hết luôn, bán sạch. Và trước đó là mua ở những cái điểm này thì ok, cùng lắm hòa vốn anh chị chứ không có lộn. Cùng lắm hòa vốn. Nhưng mà mình thấy được là cái cấu trúc của nó không mạnh thì mình nên xử lý. Đấy, chứ mình đừng có dây dưa vào đó với một cái cổ phiếu mà nó bị điên như vậy. Đấy, vừa hôm qua giảm sàn lại tăng trần trở lại. Em nhớ là cái phiên này nè, nó giảm rất là mạnh, sau đó là nó phục hồi trở lại, quay về tới mức giá tham chiếu luôn. Đó, thì nó đang nhiều anh chị bảo là tổ chức nó cướp hàng. Cướp hàng cái gì? Cướp hàng mà lực cung ngày hôm 19 tháng 9 nó chào ra ào ạt như vậy à, tào lao hết sức.
Bởi vậy anh chị phải dành thời gian để mà anh chị nghiên cứu về những cái trạng thái của cổ phiếu và cái xung lực đánh của cổ phiếu đó. Nếu như mà anh chị muốn thành thạo, anh chị muốn master đấy, trên cái thị trường này, anh chị nên dành thời gian để mà anh chị nghiên cứu. Còn nếu như không có thời gian thì hãy tham gia vào ngay trong nhóm để được em tư vấn một cách kỹ lưỡng nhất. Vì em biết anh chị khi mà anh chị tham gia thị trường ấy, mục đích của anh chị chỉ là kiếm thêm thôi đấy, bởi vì anh chị còn có công việc của anh chị mà, đúng không ạ? Đó, nhưng mà đây là cái công việc của em và em dành thời gian để mà em nghiên cứu nó thay cho phần của anh chị. Và anh chị chỉ việc anh chị đi theo những cái tư vấn và những cái khuyến nghị của em là anh chị đã có được người đồng hành đấy, thì anh chị cũng đã có được một cái lượng tư duy cũng như là lượng kiến thức kinh nghiệm của em trong cái khoảng thời gian đó rồi đó. Ok, hôm nay lên video bơm oxy cho anh chị một tí đấy, cũng như là chia sẻ cho anh chị về cái cách mà anh chị nên giải quyết đối với những cái trạng thái, những cái cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ đi, trong giai đoạn sắp tới mình phải xử lý như thế nào. Còn nếu như mà có những thắc mắc gì chưa được giải quyết cụ thể đi, anh chị có thể nhắn trực tiếp với em đấy. Em có để cái số điện thoại ngay trên cái video này đó, hoặc là anh chị quét vào cái đường link ở phía bên trái này đó. Ở phía bên trái em có cái đó là đường link tham gia vào nhóm, anh chị cứ tham gia đi, em sẽ duyệt hết cho anh chị đấy. Cứ nói là anh chị biết em qua kênh YouTube thì em sẽ duyệt cho anh chị tham gia nhóm đó. Ok, xin chúc anh chị có một ngày cuối tuần bên gia đình và người thân thật là hạnh phúc và vui vẻ ha. Đó, và trong cái giai đoạn hiện tại em nghĩ anh chị đừng nên đặt nặng quá nhiều về cái thị trường chứng khoán này nữa. Thị trường có lên sẽ có xuống, và khi mà nó xuống nó sẽ loại bỏ được rất là nhiều nhà đầu tư đấy. Cái việc quan trọng của anh chị phải tỉnh táo, anh chị phải là người không bị loại bỏ sau những cái cú điều chỉnh này thì anh chị mới sống sót được đấy. Thì đó là cái kinh nghiệm quý báu mà em muốn dành tặng cho anh chị trong cái video ngày hôm nay. Cố gắng đừng để bị loại bỏ sau cái cú điều chỉnh này ha anh chị.